Jessica gọi là đi lang thang ở tiểu bang, đây là ở đâu vậy chị? Đà Lạt. Chị đang đi lang thang, chị có một người bạn, bạn của mình, Jessica, và hai đứa đều đang chuẩn bị và ăn những món ăn của Việt Nam. Đây là người bạn của Jessica. Ông bắt cóc Your name? ai đẹp trai quá ta. What? What? Happy Easter. Bạn đó nói là Good bạn là night you in to hair. America. Hair, hair Jessica tóc. and Bạn là người ở Mexico. có này Phần vui này lắm mọi người. Jessica sẽ bay về Việt Nam và cho bạn ấy đi bưng sữa đó. Bao nhiêu tuổi, hỏi sao vậy ấy? How À, 28 tuổi, ok. Chán ông Lâm này. Ông Jesse, quên, Jessica. Jessica nói tiếng Anh nè mọi người. Thứ hai mà đi qua tìm ông Hiếu Tứ Hè. Thông minh ghê chưa? Hiếu thứ hai.